Vâng, Tiến Dũng kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và tháng năm thật an lạc. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay Tiến Dũng nhận thêm một cái video rất là đặc biệt của một đoàn lô tô mà hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, bởi vì các anh chị đã ngưng hoạt động hơn 6 tháng nay. Và Tiến Dũng thấy trong video các anh chị sống ở trong những cái mái chòi tạm bợ của những cái tấm bạt che, và tất cả 5 người ở trong đoàn lô tô hiện nay không còn thực phẩm để mà mưu sinh nữa, cho nên là chủ đoàn đã tìm đến kênh của Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái để cầu đến các mạnh thường quân hỗ trợ những cái phần thiện tài để cho đoàn mua thực phẩm sống tạm qua ngày, để mà chờ cái ngày hết dịch đoàn hoạt động trở lại. Theo như lời tâm sự của chị Thúy, chủ đoàn, thì đúng ra chị đã bán hết tất cả những cái phần mà trong đoàn lô tô, nhưng mà chị thì không nỡ, cho nên là chị đã duy trì đoàn và bán từng món đồ chơi để mà mua thực phẩm. Nhưng mà đến nay thì thật sự mà nói thì rất là gặp nhiều khó khăn, không còn thể nào bán được nữa, cho nên là chị đã điện cho Tiến Dũng để cầu cứu. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ gặp chủ đoàn lô tô cũng như là các anh chị xem hiện nay cuộc sống của anh chị như thế nào nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Dạ, đây cái đoàn em đang nằm ở đây nè quý vị, đang nằm ở sân sân ở đây nè quý vị ơi. Đó, bên ủy ban á, bên ủy ban kêu á, dẹp dẹp dọn xuống, hạ xuống, rồi em tháo ra, rồi em để đồ em đậy gì nè, còn á, che cái chòi gì nè quý vị, các mạnh thường quân nó để ở trong đây ngủ, nó cây cây thiết sắt đồ á, bên ủy ban á nó kêu mình nó không có làm, tháo ra đi, nó tháo ra đi. Để nhiều khi cái dịch này mà các anh em ta đi từng mà gặp nguyên cái đoàn mà để quá nhiều quá, người ta quở. Dạ, đó, em làm chủ đoàn, em tên Kim Thúy, em mặn cũng được hai mấy năm mà bây giờ vô mùa dịch chiến này khổ khổ quá. Lúc đầu mới dịch đó thì em tính đâu cũng hết, rồi em không có tiền, rồi em mới cũng sẵn ba cái ghế gì nè, bán đồ mũ. Nó còn số đồ nào em kêu em bán được á, mình không có xài nữa thì mình bán, còn có số nào mình duy trì á trong đoàn á để giữ lại, mong cho mau hết dịch á mình còn hoạt động lại, là mình có những món đồ là mình phục vụ cho khán giả cô bác, còn bán hết tới chừng làm lợi mua không có tiền mua. Và bây giờ á nói là mấy em nó ngủ gì nè, nó che cái chòi gì nè, đi tới đâu thì mình che cái chòi gì mình ở, bây giờ sân khấu cái nóc á thì ông bắt tháo ra và hạ thấp xuống đất, rồi mấy em che cái chòi ở đỡ. Nói quý vị khán giả, em cũng nhờ mạnh thường quân thấy được thì vẫn giúp đỡ cái đoàn em, dưới nhờ em Tiến Dũng lan tỏa tình yêu thương của các mạnh thường quân. Các mạnh thường quân có thấy được khúc video em quay cái đoàn nè quý vị khán giả, nó âm thanh để như vậy, nó hạ tháo cái nóc ra rồi để thắp xuống hết, còn sân khấu mình dựng hết lên á thì bên ủy ban không cho, rồi em mới tháo xuống, em chắc xuống dưới đây, rồi em lấy cao su em đậy lại. Còn nhà hơi thì em gộn lại như vậy nè các nghe quý vị, này đây chỗ mình đang làm, mưa gió sình bùng, còn cái này là cái ngựa của đoàn, nó hoạt động và mình che lại như gì. Thì em là tên Kim Thúy, em cũng mong em Dũng nó đưa cái clip lên cộng đồng mạng, các mạnh thường quân thấy thì những tấm lòng Bồ Tát cứu giúp cho đoàn em, dưới cho em có nguồn kinh phí mua gạo mua mì nuôi các anh em chị em trong đoàn. Em tên đoàn hội chợ của em là tên Kim Thúy, đoàn hội chợ của em tên Kim Thúy. Thì bây giờ tới đây là ấp Thành Lộc, xã Thành Phú, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, thì em á quay cái khúc video này
để gửi tới Mạnh Thường Quân. Em rất mong Mạnh Thường Quân thấy được cái khúc quy déo của em, gửi cho em, gửi đến em Tấn Dũng, thì em Tấn Dũng gửi tới các Mạnh Thường Quân, lan tỏ tình yêu thương các Mạnh Thường Quân có tấm lòng Bồ Tát hộ độ, giúp đỡ cho những người bất hạnh đó xa xứ xa quê như đoàn của em đến đây. Giờ quá khổ rồi, em không còn khả năng để mua thực phẩm mà nuôi các anh em còn mắc kẹt ở trong đoàn, thì cũng rất mong Mạnh Thường Quân thấy được khúc quy déo này, hỗ trợ giúp cho em để có nguồn kinh phí mua thực phẩm, mua gạo, mua mì, nuôi anh em sinh hoạt. Mong cho mau hết dịch rằng mình có cơ hội đoàn hát hoạt động lợi. Xin các Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp em. Dạ, em là Kim Thí quý vị. Nó làm đoàn hội chợ đó, bây giờ tới đây dịch bệnh quá khổ rồi, em không còn khả năng nữa, thì em mong đó quý vị, các Mạnh Thường Quân nó thấy được khúc quy déo này nhé, dáng hỗ trợ giúp đỡ cho em. Dạ, em xin cảm ơn. Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, còn quê của chị thì ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Mà mình làm đoàn hội chợ, mình xuống dưới đây mình làm, mà 6 tháng nay vì bị hoàn cảnh không có làm được cơm, giờ cũng khổ. Rồi mà nhờ Cưng kết nối lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ cho đoàn, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho đoàn của chị vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nắm khi đói bằng gói khi no, giúp đỡ được cho đoàn, dám cố gắng anh em mà mưu sinh sống cho qua mùa dịch này. Hiện bây giờ là đoàn còn ở đây là không có đi đâu được chân ơi, Cưng ơi, bị giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội là ở đâu thì ở đó chỉ thị, thì mình tới địa phương của cô bác anh em, người ta nói sao thì mình nghe vậy, chứ mình đâu có đi lung tung được. Thì dân đoàn cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, không có làm được cái gì có tiền hết trơn, rồi cũng nhờ Cưng hỗ trợ những tình yêu thương Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho đoàn của chị, nhận kiếm gạo thóc hay thực phẩm mà để sinh sống đó Cưng, cho mình vượt qua lúc mà hoàn cảnh khó khăn này đó Dũng. Nhờ những Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước mà có tấm lòng Bồ Tát đó Cưng ơi, giúp đỡ cho đoàn những lúc hoàn cảnh khó khăn này, thắt ngặt này, vô mùa dịch này thì quá khổ rồi Cưng ơi, đoàn không có hoạt động mà các anh em trong đoàn không có thực phẩm mà để dùng, mẹ già rồi lên. Không có về quê được, không có về quê được Cưng ơi, trời kẹt ở đây rồi đâu có về quê. Còn này là mẹ thì đi theo đoàn, rồi đi như đi đâu thì mẹ đi theo đó, là mặn nó Cưng. Rồi á, anh em trong đoàn thì còn được nhiêu người nè, 5 người trong đoàn còn được 5 người đó, còn mấy đứa em nó kẹt ở chợ ngoài thì nó không có vô đây được. Cái bán vé nó nhỏ cháu này thì theo đoàn nó bán vé thì bây giờ nó cũng không có về quê được. Nó theo bán vé là có tiền là gửi về cho cha mẹ, giờ là đoàn không hoạt động được, không có bán vé được thì cũng kẹt ở đây luôn đó. Nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ rằng trong đoàn anh em chị em chia với nhau mà mua gạo mua cá sống qua ngày cho vượt qua mùa dịch Cưng. Số người trong đây là theo đoàn không đó Cưng, theo đoàn của chị không đó, theo đoàn là làm với chị. Nè, bán vé ở đây. Thôi khỏi ông địch, tại vì mình nãy mà nói được. Còn đứa em này á, đứa em này thì theo hát cho đoàn. Hát cho đoàn chị Kim Thí, mà 6 tháng nay kẹt ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Quá khổ rồi, Thương Tấn Dũng giúp đỡ dùm cho, Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em là hát cho đoàn chị Kim Thí. 6 tháng nay cũng kẹt ở đây nên không có về nhà được. Quá khổ thôi, mong Mạnh Thường Quân với Đại Chú Dũng giúp dùm. Thì ngày luân tiện ngày nay á, là ngày 20 tháng 7 âm lịch đó, người chị Thí là chủ đoàn, còn ngồi đó mẹ, còn cái nhỏ đó là cháu địa phương, còn cái đó là chồng chị, ổng kêu ổng nói ổng ngại không dám nói. Còn này đứa em hát nè, rồi đoàn thì nằm ở ngoài đó thì nhờ có mưa gió thì chạy vô nhà của bác Bảy ở đây nè đó, có mấy hiên nè rộng rãi, thì bằng ngày thì chú mưa ở đây
Đó thì cũng nhờ Cưng kết nối tình yêu thương với những người mạnh thường quân, đó những người mạnh thường quân trong nước và ngoài nước lan tỏa tình yêu thương, cứu giúp đỡ cho những người hoàn cảnh khó khăn đó Dũng. Thì nhờ tình yêu thương tấm lòng Bồ Tát của Cưng thì giúp đỡ cho chị những lời nói tốt đẹp cho tới mạnh thường quân. Mạnh thường quân hỗ trợ cho đoàn chị cố gắng giúp đỡ cho chị vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Nào giờ không có mà lên sân khấu hát thì nói chuyện được, mà nói chuyện cái này hơi dấp, mà cũng mong các anh các chị mạnh thường quân thì giúp đỡ. Bây giờ đoàn thì hoàn cảnh khó khăn, đây chiếc ghe đây đó, thì nấu cơm nấu nước dưới ghe, đồ đạc dọn xuống ghe bớt rồi, dịch này người ta đâu có cho mình để trên bờ nhiều đâu. Nó bây giờ khó khăn thì cố gắng, thì Cưng gắn giúp đỡ cho đoàn chị Thúy, cũng cảm ơn Cưng nhiều. Một nắm khi đói bằng gói khi no, Dũng ơi, lúc hoàn cảnh khó khăn ước mơ của chị là không có khả năng mà mình về quê được, chứ hoàn cảnh gia đình thì khổ. Nó giờ đi mặn hội chợ như vậy mà bây giờ mình kẹt ở đây như vậy rồi, đâu có điều kiện. Bây giờ mình sống nơi đất khách quê người, đâu có xin ai được đâu Cưng. Người ta cho mình thì mình nhận, còn không cho phải chịu, có gì ăn nấy. Nó rồi cô bác nào hiểu được người ta giúp đỡ mình 5 kg gạo 10 kg gạo mình nhận. Nó thì mong Cưng giúp đỏ cho đoàn, Cưng lan tỏ tình yêu thương giúp đỡ cho chị. Chị cảm ơn Cưng, chúc Cưng được nhiều sức khỏe, các mạnh thường quân anh chị trong nước ngoài nước vạn sự như ý, được mặn ăn phát tài, sức khỏe dồi dào, cố gắng lên. Đó, cảm ơn Cưng. Rồi em xin kính chào chị Thúy, em Tướng Dũng giùm cầu nhân ái. Thì em có nhận được cái video của chị Thúy gửi qua, hiện nay thì đoàn lô tô của mình đang ở địa chỉ đâu và gặp khó khăn như thế nào, chị có thể trình bày thêm cho bà con được biết cho chị. Trước tiên thì chị gửi lời thăm Tấn Dũng và các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thì nhờ cái duyên thì chị đoàn chị về ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Yeah. Còn quê của chị thì ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Chị bằng người hội chợ là 20 mấy năm rồi chị cũng đi xứ hoài đó Cưng, rồi mà đến tới đây rồi là 5 tháng mấy nay rồi, bằng được có mấy chim mà rồi dịch bệnh tới rồi bên quỹ ban không có cho hoạt động, không có cho hát. Rồi lúc đầu thì chị cũng nghĩ là dịch cũng mau hết giống như mọi khi, rồi chị cũng không có kêu gọi, biết rằng là mạnh thường quân ở trên cộng đồng mạng là trong nước ngoài nước lúc nào cũng hỗ trợ cho những người khổ bất hạnh, chị biết, nhưng mà chị thấy mình không đánh đổi. Yeah. Thì mình dán duy trì đó, giờ cuối cùng bây giờ là bị giãn cách rồi không có đi đâu được hết, rồi không có cho hoạt động là 5 tháng, nói chung là cỡ 5 tháng nay. Yeah. Chỉ tạm ở đây rồi mình đến nơi xứ lạ quê người, rồi cô bác anh chị em mới ban đầu thì cũng có hỗ trợ cho 5 kg gạo 10 kg gạo, mà hỗ trợ một lần thôi, chứ mình đỡ lâu quá người ta cũng còn điều kiện kinh tế gia đình nữa, mình cũng không dám xin. Ví dụ như cô bác nào cho thì mình nhận, thì cố gắng mà duy trì cái đoàn. Và chị thấy không ổn rồi chị cũng sẵn ghế rồi sắp đồ đó chị bán được nhiêu thì hay nhiêu, mình yeah. mong cho mau hết dịch đặng mình được hoạt động lỡ. Thì chị bán đồ trong hội chợ là bán những cái đồ gì để mà mình chi tiêu? Chị thì mới ăn đầu là chị kêu bán xe lửa trước. Thì trước tiên là như vậy, lúc trước là chị, trước khi chị về đây là chị nằm ở dưới Hòa Lợi á. Yeah. Quỹ ban xã Hòa Lợi là huyện Dòng Riền mà cũng thuộc về tỉnh Kiên Giang, là chị dựng nguyên cái đoàn lên luôn đó. Là một cái sân khấu, ngựa, nhà hơi, xe lửa, 5 cái gian hàng. Mà cuối cùng là chị chạy, chị nghĩ cái Tết bằng được, chị trang trí cái đoàn là chị cũng còn là mắc nợ cái đó là cũng cỡ 8 triệu mấy. Yeah. Là mình mua hàng ta nó Cưng, rồi mình ăn uống thâm thủng, rồi cái dịch bệnh mà cái đợt của ngoài Hải Dương ta ngoài bị dịch bệnh nó Cưng Dũng. Yeah. Vậy người Hải Dương tây về địa phương người ta sợ, rồi người ta không cho đoàn hoạt động. Yeah. Rồi chị gắng nằm ở đó neo, hy vọng cái Tết, mà rốt cuộc cái Tết mà không được.
rồi đó, chị mới năn nỉ với người địa phương đó, cho chị dọn đòn đi, mà người địa phương nói không được, lạ quá, không biết mình sao cho đi, không biết có trả hay là không, mà chị mới bỏ cái đòn với cái xe lửa ấy đó, Yeah. chị mới người ta cho chị chuyển cái nhà hơ với cái ngựa là chị quay lên đó, với cái sân khấu là cái giảm âm thanh thôi, với bàn ghế là chị lên trên đây là chị đứng dưới đất chị hát, chị làm cái sân khấu dưới đất luôn, chị hát, chị kiếm tiền, chị về đó chị trả cho người địa phương ở đó, và chị mới chuyển đồ chị đi. Mà lên đây mới có 2 đêm mà Dũng không có hát được cưng, không hát được. Mới làm 2 đêm là mình bị cúp luôn đó cưng. Mới hát được 2 đêm là dịch tới rồi là ngưng luôn tới giờ luôn đó chị hả? Mấy tháng rồi chị? Ở đây là gần 6 tháng rồi cưng. 6 tháng nha, rồi cũng bán một số dụng cụ đồ nghề để mà chi tiêu hả? Thì mới đầu á thì mình dịch bệnh không hát, rồi chị thấy á là không có tiền đi mua đồ ăn. Vì nói chung ra là chị chỉ bán ghế với sắt đồ á là được vài trăm ngàn à. Chị mua gạo mua mì ăn, mà đồ ăn thì chị cũng mua. Rồi sau này á là chồng chị á mới làm cái cống mà đi qua đường nè bị bể á, rồi xe nó chạy không được, rồi tao mới thấy đòn ở đây, rồi người ta kêu có vô phụ, rồi chồng chị vô phụ, rồi nó cho được 200 ngàn, rồi chị mới lấy rằng chị mua đồ ăn về cho anh em trong đoàn ăn, rồi tới mấy người bán rau cải thịt á nói sao mà đoàn chị ở đây mà chị không thấy chị lại mua đồ ăn gì hết trơn vậy. Rồi chị thấy mới nói trời ơi, nói thiệt với cưng á, chị thấy đâu có tiền đâu, khổ lắm cưng ơi, hội chợ mà bằng được mới có tiền, còn mà không được thì chị đâu có vốn liếng, đâu có chuẩn bị tiền ăn đâu. Rồi hội chợ chị khá lắm giàu, rồi em đâu có biết hoàn cảnh chị khổ gì đâu. Rồi sau đó em mới biết đó. Rồi em nó cứ nói với mấy người mà lỡ mua đồ ăn em đó, đó thì em nó thấy người nào giàu thì em nó nói rồi chị ơi, mình có ăn có để rồi, cái đồ hội chợ nó khổ lắm, ví dụ chị em có gạo cho gạo người ta đi chứ người ta đâu dám lợi đến tin mình. Thì cái này à, 5-6 tháng nay á thì ở địa phương này cho chị đó cũng được á là mấy lần gạo, lần 10 ký được mấy lần, hơn 3 lần ba lần thử đi 5-6 tháng thì mình duy trì đâu có nổi. Rồi chị đốt nhang cầu nguyện với ơn trên tổ nghiệp, ngày nào cũng cầu nguyện tổ nghiệp cho nếu mà con yêu nghề con muốn duy trì cái đòn cái tổ nghiệp thương con thì là cho con gặp được mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ con đi. Đó, cho con duy trì được cái đòn trong cái lúc mà mặn ăn khó khăn gì mà con á duy trì được cái đòn hết dịch được, con á giấy tổ nghiệp con đi làm ăn được thì con cũng sẽ chia sẻ tình yêu thương giúp đỡ cứu ích lòng nhiều theo khả năng của con là cho những người mà xung quanh trước mắt của chị thấy đó Dũng. Thì chị cũng giúp đỡ lợi mình không phụ công ơn mà những mạnh thường quân đã cứu vớt mình trong lúc hoạn nạn, mình đã quá khổ rồi, bây giờ là mình được anh em chị em cộng đồng mạng các mạnh thường quân chia sẻ cho mình nó vượt qua được trong lúc này thì mình phải cố gắng làm con người hoàn thiện giúp đỡ lại cho những người khó khăn là ước mơ của chị là từ lâu rồi cưng. Nhưng mà mình á cái số của mình cũng vẫn còn nghèo hoài vậy đó cưng ơi, chị mặn đòn là 2 mấy năm rồi mà nhưng giúp á thì cũng có giúp chút ít thôi chứ khả năng mình nó giúp nhiều quá thì mình đâu có khả năng nó chia sẻ như vậy. Mình tới bây giờ đến đây rồi thật sự là quá khổ, mà mai đâu á gặp được á tướng Dũng là cưng đó, rồi cưng á giúp đỡ cho đòn, rồi cưng làm nhịp cầu nối hướng dẫn cho đòn, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho đòn trong lúc khó khăn, tài trợ cho chị có được số tiền mua gạo mua mì nuôi anh em chị em trong đòn cố gắng vượt qua những ngày này. Chị cũng cầu mong ơn trên nó hậu độ cho mau hết dịch nặng mình có cơ hội mình hoạt động lại cưng. Thì em cũng xem cái video với chị gửi qua, hiện nay thì đòn cũng gặp nhiều khó khăn trong cái lúc dịch bệnh này, không có hát hò gì được để mà có tiền để mà sống, rồi duy trì các anh em ở trong đòn. Thì em sẽ thay mặt chị Cẩm Mỹ Lệ ở bên Mỹ trước tiên là hỗ trợ giúp cho đòn của mình, trong đó là 5 người hả chị hả? Năm người thì em sẽ hỗ trợ cho chị 5 triệu của chị Cẩm Mỹ Lệ ha, để giúp cho đoàn mua thực phẩm này kia rồi trang trải qua cái mùa dịch này, để cho các chị em có một cái động lực để mà giữ lại cái đoàn lô tô của mình. Em thấy chị rất là yêu nghề, mà nếu mà làm nghề mà 2 mấy năm nay mà dịch bệnh như thế này mà vẫn không có
bán để mà gả đòn thì chắc có lẽ là chị cũng có một cái tâm huyết với nghề lắm rồi, cho nên là mới duy trì lại được. Thì em thay mặt chị Cẩm Mỹ Lệ ủng hộ cho chị 5 triệu trước đi ha. Dạ. Dạ, trước tiên thì chị cảm ơn Tấn Dũng trước, cưng là nhịp cầu nối lan tỏa yêu thương của chị Cẩm Mỹ Lệ, mạnh thường quân ở nước ngoài giúp đỡ cho đoàn chị Thí. Chị Thí cầu chúc cho không biết chị Lệ nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn nữa, thì được nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe may mắn trên chiến đường kinh doanh, lúc nào ơn trên cũng gia hộ cho chị Mỹ Lệ được chặn sự như ý. Cầu chúc cho chị được nhiều sức khỏe. Cái duyên em Tiến Dũng gieo thì làm nhịp cầu nối, Mạnh Thường Quân là chị giúp đỡ cho em nhận được số tiền của chị, em cố gắng sẽ duy trì cái đoàn lại, nuôi nắng anh em trong đoàn cho đàng hoàng. Sau này thì mình sẽ cố gắng thì chung tay tiếp sức cho những người mà hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thì chị nói thì nó là chị không có biết chữ, không có biết chữ, chị không có lên mạng xin tiền được, không thấy cho mà chị không biết được xin đâu. Nó may mắn ở đâu thì chị cũng chỉ biết giái thôi, giái ơn trên để cầu nguyện được người nào Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị đó. Chị là khổ lắm mà chị mới cầu cứu tới Mạnh Thường Quân, chứ biết Mạnh Thường Quân thì lúc nào cũng sẽ giúp đỡ mà mình chưa đến đổi để chia sẻ phần đó cho những người khác. Bây giờ là mình tới thứ lạ quê người là mình quá khó khăn, mà Dũng không có thể nào mà bưng chải nổi trơn, thì ơn trên cũng cho gặp được cưng, được cưng mới giới thiệu cho chị Mỹ Lệ, chị Mỹ Lệ giúp đỡ cho đoàn là cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ, rồi bây giờ chị Thúy gửi cái số tài khoản qua để cho em chuyển khoản liền cho chị, rồi chị nhận được thì xác nhận lại giùm em ha. Rồi chị gửi số tài khoản qua cho em đi. Dạ, 50 đồng ạ. Dạ. Rồi em mới thay mặt chị Cẩm Mỹ Lệ ở bên Mỹ hỗ trợ cho chị 5 triệu, em mới chuyển khoản xong đó, chị Thúy có nhận được chưa? Chị cảm ơn Cẩm Mỹ Lệ, chị em Tấn Dũng đã gửi chuyển nhờ chuyển số tài khoản qua cho chị được 5 triệu. Tiền của cưng hỗ trợ cho đoàn, anh em trong đoàn cho chị được 5 triệu đó Cẩm Mỹ Lệ. Rồi Tấn Dũng vừa chuyển qua chị xong, thì sẵn đây thì chị thay mặt anh em trong đoàn và cảm ơn Tấn Dũng và cảm ơn Cẩm Mỹ Lệ rất là nhiều. Cầu chúc cưng được nhiều sức khỏe, tiền tài vô hoài, là cưng tiếp tục làm việc từ thiện, được tạo được nhiều công đức cho cưng. Cầu chúc của cưng được sống bình an, gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt, để cho cưng có nguồn kinh phí, cưng hỗ trợ tiếp cho những đời những người mà khổ như chị mà còn trên xã hội này. Thì cầu chúc ơn chị giá ơn trên á cũng gia hộ được gia như ý. Rồi để thay đổi bầu không khí thì xin mời chị Thí mình có thể hát tặng cho bà con một bài đi chị Thí. Rồi rồi thanh gì hát cho Cẩm Mỹ Lệ nghe, gửi em gái nghe một bài miền Tây quê tôi ở quê miền Tây. Vậy hả? Xin chào tất cả anh Tiến Dũng và chị Cẩm Mỹ Lệ. Tại vì chị Thí thì chỉ ngại để Thanh Duy hát cái bài miền Tây quê tôi nha. Rồi, mời Thanh Duy. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dương. Miền Tây mến thương cái bè bờ công Tân Phước, rất nhiều xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét, xa đét răng ngời yêu dấu tháp mười chạm chim. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em, bánh bí dung thơm từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình. Bà Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai hò lạ lời câu giọng cổ, về thăm mảnh đất An Giang, châu độc dĩa bà 23 tháng 4.
đi lễ dân cầu mong gia đạo bình an. Rồi hay quá Thanh Di ơi, rồi chúc cho chị Thúy Thanh Di và với bà con trong đoàn mình luôn luôn mạnh khỏe nha, để chống chọi qua mùa dịch này nha. Mẹ đây, mẹ đây. À, mẹ chị ha. Rồi còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Bán vé. Rồi bán vé. Rồi còn người nào nữa? À, các anh kiếm đi đánh chạy chạy mua đồ rồi. Rồi chào chào gia đình mình nha. Rồi Dũng nha. Rồi nhiệt cầu thân ái chú Dũng được mì sức khỏe nha. Rồi đi thấy nói đi. Rồi chị cầu chúc cho cảm ơn Cẩm Mỹ Lệ, rồi sau chị cầu chúc cho Tiến Dũng được nhiều sức khỏe để tiếp tục kết nối yêu thương, lan tỏa tình yêu thương đến Mạnh Thường Quân, hỗ trợ tiếp cho các mà tấm lòng mà những người còn bị mắc kẹt trong mùa Covid này, không có hoạt động, không bằng ra tiền, được Mạnh Thường Quân biết tới hỗ trợ. Rồi chị cũng cầu chúc cho Tiến Dũng được nhiều sức khỏe, mở miệng ra được nhiều người thương, nhiều người ủng hộ như em trai. Dạ dạ, xin chào chị nha. Chào cả nhà. Chúc sức khỏe. À, vâng, Tiến Dũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem xong video của kênh YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái, mà Tiến Dũng vừa thay mặt chị Cẩm Mỹ Lệ đã hỗ trợ cho đoàn lô tô của chị Thúy 5 triệu đồng để giúp cho đoàn có được thực phẩm để mà sống tạm qua cái mùa dịch này. Thì nếu quý vị nào ở xa mà thật sự khó khăn, nhất là các anh chị em công nhân ở đi làm ở thành phố Bình Dương hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, nếu quý vị muốn được hỗ trợ thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn cho quý vị một cách rất là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng một chiếc điện thoại ha, chúng ta sẽ cầm máy thế này, là chúng ta quay ngang máy ngang nha. Rồi chúng ta sẽ nói về hiện trạng của cuộc sống ở tại địa phương đó như thế nào, và hiện nay gặp nhiều khó khăn như thế nào, và cần hỗ trợ thực phẩm như thế nào, thì chúng ta cứ việc nói, và chúng ta sẽ gửi qua Zalo của Tiến Dũng một đoạn video đó khoảng 4-5 phút để diễn tả cái nội dung. Rồi quý vị sẽ gửi qua bên Zalo cho Tiến Dũng để mà cho Tiến Dũng nhận video đó. Thì sau khi xem xét, nếu mà thật sự khó khổ thì Tiến Dũng sẽ vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ tiếp cho quý vị. Bởi vì mùa dịch này thì Tiến Dũng cũng không có đi xa được, cho nên là không có giúp được bà con ở xa. Thì cũng mong quý vị thông cảm, và chỉ có cái cách là giúp từ xa như thế thôi. Rồi ngay sau đây thì Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị, và kính chúc cho quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và giờ đây Tiến Dũng xin ái kính chào tất cả quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.